Con mèo tay cụp đầu tiên tên là Susie được phát hiện trong một trang trại tại Scotland năm 1961. Tất cả những chú mèo tay cụp sau này cho đến ngày hôm nay đều là con cháu của cụ tổ Susie. Giống Scottish Fold được chia làm hai loại, loại tay cụp và loại tay thẳng thông thường. Loại tay cụp được tạo ra bởi nguồn gen trội không hoàn toàn và là kết quả của đột biến. Mèo tay cụp có cơ thể rất rộng, kích thước lớn, cơ bắp nhưng cũng rất tròn, chân dài cỡ trung bình, các chi rất mạnh mẽ và khỏe, đầu bàn chân hình vòng tròn giống mèo Anh, đuôi dài vừa phải, lông đuôi dày và tròn. Đầu của Scottish Fold khá lớn, rộng và tròn, tạo nên cảm giác rất nhẹ nhàng và gần gũi bởi vì độ cong của miệng và mũi vô tình tạo nên một nụ cười luôn thường trực trên mặt của mèo. Đôi mắt rất tròn, màu mắt phụ thuộc vào màu lông, mũi ngắn và rộng. Tất cả các chú mèo tai cụp khi mới sinh đều có đôi tai thẳng. Độ khoảng 2 đến 3 tuần sau, độ cụp của tai mới bắt đầu thể hiện lên hình thái của đôi tai. Đặc biệt là khi mèo tai cụp ốm, căng thẳng hay đang bị nóng trong người, đôi tai sẽ ít cụp hơn bình thường. Khi thay đổi môi trường nóng hơn, đôi tai cụp có khả năng giảm độ cụp hoặc thậm chí trở thành đôi tai thẳng. Mèo Scottish Fold tai cụp là một giống mèo điềm đạm và khá bình tĩnh. Tuy nhiên, nó cũng được đánh giá cao trong việc có thể chơi đùa với chủ của nó. Một chú mèo với tính cách phù hợp với những người sống trong căn hộ hoặc không có không gian rộng rãi. Mèo tai cụp dễ thích nghi và phù hợp với nhiều loại nhà. Chúng có một bản tính chiêm nghiệm và thích ngồi lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh. Quá trình như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị thêm cái điều quan trọng nữa là các thiết bị chuyên dụng để dẫn các bé đi, ví dụ như là túi xách hoặc là những cái vật chuyển chuyên dụng dành cho các chuyến đi xa như thế này.